đó là việc họ sẽ mất cái đi cái sự gì năng nổ vì mình làm không được nghe chỉ được la bàn với luật thôi đúng không? Một câu những cái mấy anh khen mấy đứa một tiếng thì chúng tôi rất là vui rất là mừng đúng không? Ai mà cũng xíu mình khen. Còn nhân viên ban đêm á, tại sao một số người á, một số em nữa là cái giờ cuối cùng á, thường là mệt mỏi nhưng mà tốt em ơi, mình làm đi vô công việc xong rồi mình nghỉ để sáng mai mấy anh chị khác mình giao ca buổi sáng cho nó hợp lý, đúng không? Rồi cái vấn đề nữa, đó là đảm bảo chén dĩa liền sẽ rất là bàn phải đầy đủ và không nứt mẻ không dơ. Và từ nay sao tôi nói ngoài dịch búp bê à, các sẽ là gạch cũng làm chén làm dĩa phải làm một cuốn khúc không một lần mà khách nữa được không? Trên đây anh về vào sau lưng ép á để nó làm không còn L đó thì chúng ta sẽ làm với C nữa em lên thì mấy anh biết sẵn B B đem qua C ra làm cho lên. Bởi vì em biết không, khi mà tụi tao cái gì mà khách của mình đều tới gì mà toàn nhà hàng không hết đâu. Nếu quán ăn thì sao nhà hàng không hết. Được chưa? Còn ly chén thì đã đưa tay sạch rồi chắc lên chứ không để gì nữa. Đã bao vệ sinh vì cái bụi bẩn trong nhà hàng nó sẽ làm ảnh hưởng tới khách. Còn anh cẩn với anh cẩn tay làm sao anh lo xuống để làm một nhân viên trước mắt nữ thì chưa ổn định được vì chúng ta thiết kế là một rồi. Còn về nam bây giờ tôi nói nam là phải có đủ áo dưới đây quần tay đen gài tay đen có gia đình đàng hoàng, nếu không có tắc lương không gia đình thì lập tức mà về hoặc là cần tới xử lý cấp thì ban quản lý. Không phải là đóng thùng công an tắc lương giờ nó rất là kỳ nhà hàng mà bản tên lúc nào cũng đeo không được bắt buộc mình phải che trái ngoài áo gì nữa nơ thì những lúc mà sẽ rất tiệc á hơi nóng em cho vào sẵn sẽ rất còn hơn thời gian mình chuẩn bị thôi khi mà một người khách bước vô rồi trong bất tiệc không ai được ngồi nha không ai được ngồi hết khi mà có một khách bước vô phải đứng hết đứng tôi thấy cả nó khách đứng sẵn sàng đứng như thế nào tôi thấy đúng rồi cái gì nữa phải có nơ đem nơ lịch sự ngay cả mọi bạn ví dụ thấy em mình mà tóc tay là tóc không có nghe rồi em ơi em vui lòng vào trong cái rừng em nha cái cải đầu một chút xíu chỉnh trang lại đúng không? Còn vấn đề quan trọng thì phục vụ khách hàng các anh phải đào tạo cho mình cách gót bia gót rượu đây là trong tầm tay quản lý đúng không? Mấy đó là ngon năm rồi thì cái này không phải tới được tôi dạy mà thì cũng em rồi gót thế nào chúng ta cầm cho đúng mà gót thì phải một chiều không ra phải tôi ví dụ à tôi ví dụ thí dụ tôi muốn phục vụ anh một đẹp đúng không thì đầu tiên tôi phải có khai nước cầm tư thế này tôi phục vụ là cầm tư thế này đúng không tay tôi đang lên ha nhưng không được hạ dưới chúng ta để ngang cái vuông góc này tôi thấy không tôi đặt tay lên vuông góc để lên cái cầm nó quay này không được bỏ vào cái thành đó sau đó chúng ta đứng bên phải đứng phép chúng ta chuyển lại một xíu để cái tay này để một nước này đây không à, khi mà chúng ta được sự đồng ý của khách hàng sao chúng ta tiến hành góp lúc này chúng ta được góp có hai cách một là chúng ta góp một tay này để cái tay này không có đụng chạm cái này đây là một tay đúng không hai là ta góp cái nào thế ngăn này nha từ đó góp vào đấy giờ tôi muốn một cái trở lên từ đưa chỉ là sao tính là làm gì cho mình trở lại rút cái tay ra tay để vào đây rồi tôi tiếp tục đứng một vụ đứng này chúng ta đứng làm sao để quan sát bên đây và bên đây một cái cửa nữa khi ta nhìn thấy có người vô và tiến ra ở cửa vào các bạn đúng không?